Thì xin chào cả nhà. Và lúc này thì đang ở trong phòng may mẫu áo dài. Và hôm nay thì sẽ chia sẻ với cả nhà một số kỹ thuật liên quan tới các áo dài cổ xuyên thấu. Lúc này ở bên cạnh Thủy thì đang có 3 mẫu áo dài, 3 kiểu cổ khác nhau. Với kỹ thuật để làm cổ xuyên thấu của áo dài thì Thủy cũng đã chia sẻ với cả nhà một số video ở trên kênh YouTube Dạy Cắt May Cô Phan Thủy, cũng như là một số các bài giảng mà Thủy có hướng dẫn các bạn ở trong các lớp học online của chuyên áo dài. Và hôm nay thì Thủy sẽ ôn lại một chút kiến thức về các thiết kế cổ xuyên thấu và Thủy sẽ chia sẻ lại với cả nhà để chúng ta cùng trải nghiệm nhé. Vậy thì như cả nhà đang thấy, đây là một trong những cách mà Thủy đã chia sẻ đúng không ạ? Là Thủy đã may thành một mẫu áo dài cơ bản như thế này, với form áo dài là ly vuông và phần tay là phần tay cánh bướm rất là điệu và rất là nhẹ nhàng và nữ tính trong áo dài. Sau đó thì chúng ta bắt đầu vẽ những cái hình cổ mà chúng ta muốn lên trên này. Ví dụ như các bạn muốn ở phần trên này là cổ tim thì chúng ta sẽ vẽ thành hình cổ tim. Và các bạn lưu ý là khi mà chúng ta vẽ thành hình cổ tim này thì các bạn hiểu là khối quả ngực rất dễ bị kiểu như là bị bửa ấy, thì chúng ta sẽ phải khoét làm sao khéo léo để cho cái phần cổ này của chúng ta ôm gọn cái phần cúc ngực mà áo dài vẫn giữ nguyên được phần form dáng. Vậy thì chúng ta sẽ vẽ hình dung như thế này ạ. Đó, sau đó thì các bạn sẽ nhìn thấy bên cạnh. Đó, các bạn có thể nhìn gần hơn để thấy sản phẩm của chúng ta được không ạ? Đấy, và chúng ta cũng sẽ vẽ như thế này. Và các bạn cũng sẽ nhìn thấy là Thủy đã vẽ ra đằng sau. Đây ạ, chúng ta cũng sẽ vẽ và chúng ta cũng sẽ cắt ra đằng sau như thế này. Đó, chúng ta cũng sẽ vẽ và chúng ta cũng sẽ cắt đằng sau. Đó. Sau khi chúng ta vẽ thành hình mẫu cổ như thế này rồi thì các bạn hình dung là chúng ta sẽ sử dụng kéo và chúng ta sẽ cắt tất cả các cái phần cổ này ra để cho chúng ta muốn theo ý của chúng ta. Đó. Đấy, chúng ta cứ hình dung là chúng ta sẽ cắt như vậy. Và chúng ta cắt lên như thế này. Đó. Và các bạn sẽ cắt. Đấy. Vậy thì sau khi mà chúng ta cắt xong phần cổ như thế này rồi thì các bạn sẽ thấy là cái phần này của chúng ta sẽ được nhấc ra. Để cho video của chúng ta không bị dài, cho nên là Thủy đã thao tác một số những kỹ thuật mà đã làm sẵn để cả nhà dễ hình dung ra phần mà Thủy đang chia sẻ. Sau thì đó thì các bạn sẽ lấy được cái phần cổ này của chúng ta ra. Đây là cái phần cổ mà chúng ta vừa lấy được ở trên thân của cổ áo dài. Và phần này chính là phần mà tí nữa chúng ta sẽ cắt phần xuyên thấu. Và khi mà chúng ta cắt ở phần cổ này ra thì các bạn sẽ để chừa đường may cho phần cổ của thân áo. Còn phần này tí nữa chúng ta sẽ cắt xuyên thấu thì chúng ta sẽ cộng thêm 2cm đường may chạy vòng quanh phần cổ. Thì trong 2cm đó sẽ có 1cm bù vào cái phần mà chúng ta chừa đường may cho cổ và 1cm chúng ta sẽ bù vào đường may cho phần xuyên thấu. Như vậy là chúng ta đã có phần cổ này. Vậy thì phần xuyên thấu của chúng ta chính là phần vải này. Đây chính là phần vải xuyên thấu mà được ốp vào phần cổ của chúng ta ở trên. Và phần xuyên thấu này thì chúng ta sẽ làm hai lớp nhé. Vậy thì sau khi mà chúng ta đã có được phần ốp ở đây rồi thì các bạn sẽ thấy là đây là phần xuyên thấu mà Thủy đã may gắn lên phần cổ. Và đây chính là hai lớp xuyên thấu. Sau đó chúng ta may kẹp vào phần cổ áo và chúng ta sẽ may đè mí vòng phanh phần cổ. Đó. Đấy. Cả nhà thấy rõ không ạ? Đó, và chúng ta sẽ may phần cổ như thế này. Và bước tiếp theo nữa thì các bạn sẽ chuẩn bị cho Thủy, đấy là phần cổ mà chúng ta đã được thiết kế sẵn. Và phần cổ này thì Thủy cũng đã hướng dẫn ở một số kỹ thuật cắt và may ở trên kênh YouTube của Thủy, cũng như là trong các lớp học online về áo dài. Thì đây là phần cổ đã được may lộn xong, sau đó thì các bạn sẽ gắn lên đây. Sau đó thì các bạn sẽ gắn lên đây như thế này. Đó. Đó. Như thế thì các bạn đã nhìn thấy là phần áo dài của chúng ta đã được lắp ráp giữa phần xuyên thấu và phần cổ với nhau. Và chúng ta đã hoàn thành một mẫu áo dài có phần cổ rất là gợi cảm, cũng như là đủ độ tinh tế và nữ tính cho những chị em muốn có nhiều kiểu áo dài khác nhau.
Khi mà chúng ta làm đến đây rồi thì các bạn sẽ kết đính những cái hạt cườm hoặc những hạt pha lê hoặc là những cái hạt chai trang trí để làm sao mà phần cổ áo dài này của chúng ta đẹp tự nhiên, giống như những gì mà chúng ta đưa ra ý tưởng để chúng ta thiết kế mẫu áo dài. Vậy thì xin mời cả nhà sẽ cùng tiếp tục đến mẫu áo dài thứ hai nhé. Đây ạ. Rồi cả nhà sẽ đợi chỉ trong ít phút. Đây là phần áo dài thứ hai. Thì phần áo dài này thì chúng ta sẽ có một số các kiểu cổ khác. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là về phương pháp thì chúng ta vẫn làm giống nhau. Sau đó thì chúng ta sẽ cũng sẽ định hình ra được cái phần cổ này mà chúng ta muốn. Ví dụ như bây giờ thì sẽ lại vẽ như thế này. Đây, các bạn sẽ lại nhìn gần hơn về cái phần cổ của chúng ta. Thì đây là phần cổ mà Thủy cũng sẽ xác định là một phần cổ tim trước. Và Thủy sẽ chỉ lấy nguyên cái phần này ra thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ được bóc tách cái phần cổ này ra. Đấy, chúng ta cũng sẽ được bóc tách cái phần cổ này ra. Và các bạn nhớ nhá, chúng ta sẽ cộng thêm đường may 2cm chạy chung quanh cái phần cổ này ở cái phần vải xuyên thấu. Vì trong đó sẽ có 1cm là bù vào đường may ở đây và 1cm để bù phần đường may của xuyên thấu. Và chúng ta cũng vẫn sử dụng đấy là phần xuyên thấu vào đây ạ. Đấy, đây chính là phần vải xuyên thấu rất là mỏng và sẽ giống với màu da của khách hàng. Chúng ta có thể chọn nhiều màu vải xuyên thấu khác nhau để thích hợp với từng màu da các bạn nhé. Và sau khi thì các bạn có được phần xuyên thấu ở đây và các bạn thấy là Thủy cũng đã gắn vào đây là hai lớp phần xuyên thấu. Và chúng ta cũng sẽ tiến hành đó là phần cổ. Và đây chính là phần cổ mà Thủy cũng đã làm sẵn thành mẫu cổ. Ở bên trong cổ này thì sẽ gồm có là một lớp phin và được ép hai lớp mùng ở phần lá ngoài. Và lớp mặt ở bên trong thì sẽ có một lớp và chúng ta sẽ có được hai phần cổ dáng lượn. Thì lúc này các bạn cũng sẽ lại gắn lên. Thì một chút xíu. Đấy, như vậy là các bạn đã thấy là Thủy đã gắn xong phần cổ áo dài. Và đây là cổ truyền thống nhưng được cách điệu thành những cái hình hơi lượn một chút để phù hợp với mẫu áo dài. Vì mẫu áo dài này cái phần tay Thủy cũng thiết kế là hình tay xòe rủ rất là xinh. Và sau khi mà Thủy đã làm xong phần cổ và phần xuyên thấu rồi thì lúc đó Thủy sẽ đưa cho các nghệ nhân để đính kết những cái phần trang trí cườm và pha lê để áo của chúng ta được sinh động hơn và đúng như những ý tưởng mà như Thủy nói lúc đầu là bộ sưu tập áo dài cánh bướm của Thủy. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ lại đến mẫu áo dài thứ ba nhé. Và xin mời cả nhà cùng chiêm ngưỡng mẫu áo dài thứ ba của Thủy. Và đây là mẫu áo dài mà Thủy đang để là phần cổ lệch và Thủy sẽ có thiết kế là có đính kết. Cho nên là hôm nay Thủy sẽ hướng dẫn cả nhà về một số kỹ thuật để làm xuyên thấu. Chính vì thế mà các bạn sẽ lại được nhìn thấy là đây là hình cổ xuyên thấu. Và Thủy cũng sẽ sử dụng phấn để chúng ta sẽ vẽ một vòng quanh vòng cổ. Chúng ta sẽ vẽ vòng quanh vòng cổ nhé. Đấy, các bạn sẽ vẽ một phần vòng quanh phần vòng cổ theo kiểu cổ lệch. Và các bạn sẽ đi xuống phần tay. Sau đó thì các bạn sẽ đi vòng ra đằng sau. Và các bạn cũng sẽ đi vòng ra đằng sau. Đó, sau khi các bạn lấy vòng ra đằng sau này rồi thì lúc đó các bạn sẽ tiến hành các bước là chúng ta sẽ bóc cái phần vải này của chúng ta ra. Ồ, cả nhà có thấy tuyệt vời không ạ? Như vậy là Thủy đã cắt được cái phần vải của chúng ta ở đây ra. Và chúng ta sẽ thay thế đây là phần vải xuyên thấu. Và đó cũng chính là phần vải mà Thủy sẽ sử dụng ở trong mẫu của chúng ta. Vẫn là phần vải xuyên thấu này được phủ lên đây. Và chúng ta cũng đã có thêm một cái phần lớp xuyên thấu, chính là phần này hai lớp. Như vậy là chúng ta sẽ có một cái phần vai lệch rất là xinh. Cả nhà nhìn thấy có đẹp không ạ? Có thấy đơn giản không ạ? Ok, rồi đấy, cả nhà nhìn thấy không ạ? Và chúng ta sẽ vòng đằng sau. Đằng sau chúng ta có thể thiết kế thành nhiều kiểu khác nhau cả nhà nhá. Đó, đấy. Rồi, như thế là chúng ta đã
thấy là Thủy đã có phần vần cổ lệch. Và lúc đó chúng ta vẫn giữ nguyên bản chất của bộ áo dài xuyên áo dài truyền thống, cho nên là Thủy vẫn có ở đây là hai lá cổ, một bên là dài, một bên là ngắn, thì đây là áo dài xuyên thấu cổ lệch, cho nên là Thủy sẽ làm cho các bạn xem. Đó. Tiếp theo các bạn sẽ nhìn thấy bên này là cổ ngắn. Và chúng ta sẽ gắn vào đây. Ôi trời ơi, đẹp tuyệt vời luôn. Cả nhà thấy thế nào ạ? Đây là phần thô khi chúng ta làm áo dài cổ xuyên thấu. Sau đó Thủy sẽ cho đính kết tất cả các hình họa tiết mà Thủy theo ý tưởng mà Thủy sẽ thiết kế trong bộ sưu tập. Thì lúc đó các bạn sẽ nhìn thấy bộ áo dài của chúng ta sẽ rất là lung linh và lấp lánh khi mà các chị em diện đi vào các sự kiện, cũng như là những ngày cưới hỏi, hoặc là đi họp lớp, hay là đi dạo phố, hay là có những cái bức lưu niệm chung với bạn bè, thì phải nói là vô cùng tuyệt vời. Cả nhà thấy thế nào ạ? Vậy thì và qua hai phương pháp mà Thủy có chia sẻ với cả nhà về cách làm cổ xuyên thấu, nếu cả nhà thấy hay thì có thể tặng Thủy một like, hoặc là chia sẻ các video mà Thủy đang hướng dẫn mọi người để chúng ta cùng có những sản phẩm mới các bạn nhé. Xin chào cả nhà.